Xin chào các bạn, trong ngày hôm nay thì cô cùng với các bạn sẽ đi chuyển sang một cái nội dung mới, một chuyên đề mới mà chúng ta sẽ thấy rằng là đây một chuyên đề quen thuộc Mặc dù trước đây các bạn đã làm quen rất nhiều ở trong những chương trình từ cấp tiểu học cho tới trung học cơ sở và tới tận trung học phổ thông bây giờ thì chúng ta lại gặp lại Và nội dung của nó chính là liên quan đến cái chuyên đề về phương trình và hệ phương trình vì sao cô lại nói là ở trong chương trình của tiểu học là chúng ta đã học rồi thực chất đó chính là những cái bài toán mà khi chúng ta đi à, tìm những cái số lượng ví dụ như là cái bài toán là tìm chân gà chân chó đấy các bạn có nhớ không? Thì trong bài đấy thì thực chất chúng ta cũng đã chuyển về dưới dạng là phương trình thôi. Và đến tới lớp 10 này thì chúng ta sẽ nghiên cứu sâu hơn những cái khái niệm cơ bản của phương trình. Và đặc biệt là trong bài ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nắm vấn đề số 1 là về đại cương về phương trình như ở trong chuyên đề trước về đại số là chúng ta cũng đi làm rất rõ về cái vấn đề liên quan đến hàm số đúng không ạ? lớp 10 thì chúng ta sẽ xử lý thêm cho cô đấy là về phương trình này nữa trong nội dung về đại cương về phương trình thì chúng ta sẽ đi định nghĩa lại à, trước đây thì ta biết rằng là phương trình thì bao giờ nó cũng được sắp xếp bởi hai vế đúng không ạ và nối với nhau bởi dấu bằng từ đó thì nếu như quy sang về mối liên hệ ở trong cái mệnh đề thì chúng ta có thể định nghĩa nó như thế nào thì các bạn sẽ quan sát cho cô vào trong phần đầu tiên đấy là phần khái niệm về phương trình thì ta có như sau Ở đây thì chúng ta sẽ chia thành rất nhiều các loại phương trình Các bạn đã gặp rất nhiều đó là về phương trình một ẩn và các loại khác nữa Ví dụ như là phương trình có nhiều ẩn, chẳng hạn phương trình có dạng là có chứa biến số là xy hay là xyz Thì chúng ta cần phải định nghĩa lại là phương trình một ẩn là như thế nào Và đây là một cái loại là hay gặp nhất, thường gặp nhất trong những cái đề thi hay đánh trong cái quá trình mà các bạn làm bài thì ở đây cô có là phương trình một ẩn thì định nghĩa của nó đưa về mệnh đề thì chúng ta sẽ có nó là một phương trình ẩn x khi mà một mệnh đề có dạng dưới dạng đấy là fx bằng với gx và fx và gx này chính là các cái biểu thức của x. Rõ ràng là chúng ta hoàn toàn có thể đưa ra được các cái ví dụ minh họa, ví dụ như là à, x bình cộng với 2 y à 2x cộng 1 đúng không? Thì bằng với gì? x cộng 1 tất cả bình phương thì đấy chính là 2 cái biểu thức mà có chứa đến biến số x. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ có trong cái trường hợp mà xử lý đến phương trình thì chúng ta sẽ có nghiệm của phương trình. Cụ thể, để định nghĩa về nghiệm phương trình thì chúng ta có kiến thức đấy là nếu như f của x0 mà bằng g x0 thì cái giá trị x0 này sẽ được gọi là nghiệm của phương trình. Và cái bài toán ở đây chính là nếu như người ta yêu cầu mình là đi giải phương trình có nghĩa là đi tìm tất cả các cái giá trị x0 sao cho thỏa mãn điều kiện là Fx0 bằng gx khi đó x0 này chính là nghiệm của phương trình và chúng ta sẽ có là nhắc đến phương trình bao giờ các bạn cũng sẽ xử lý cho cô về điều kiện xác định của phương trình trong chương trình của lớp 9 thì chúng ta đã có là điều kiện để xác định được một cái căn thức bậc 2 đúng không ạ? hay là những cái bài toán để chúng ta giải được ở trong chương trình của lớp 9 rồi hay các cấp dưới thì ở trong chương trình của lớp 10 này thì để um, mô phỏng kỹ hơn về những cái điều kiện xác định của phương trình thì cô sẽ đưa ra cho các bạn một số những cái chú ý như sau. Thứ nhất, đấy là chúng ta thường gặp những loại mà có điều kiện chính là cái biểu thức hay là phân thức A trên B. Khi đó nó sẽ có điều kiện là cái biểu thức ở dưới mẫu số tức là B này nó mang giá trị là khác không. Tiếp theo là chúng ta cũng có cái trường hợp mà có chứa căn. Khi có chứa căn thì ta có căn của A mà xác định thì mà có điều kiện là biểu thức a này mang giá trị lớn hơn hoặc bằng 0. Và trường hợp cuối cùng đó là a trên căn b xác định thì khi mà cái giá trị về biểu thức b này lớn hơn 0. Ở đây nhớ cho cô nhá, ở dưới mẫu có chứa căn thì biểu thức dưới dấu căn chỉ mang giá trị lớn hơn 0 thôi, không có dấu bằng. Bởi vì nó nằm dưới mẫu mà thì chúng ta áp dụng kết nối giữa hai cái điều kiện phía trên thì ra được điều kiện này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng minh họa bằng một cái ví dụ. Các bạn sẽ quan sát cho cô trong uh, ví dụ số 1 nhé. Ở đây thì cô có đề bài để là tìm điều kiện xác định. Đây là một cái ý mà ở trong đề thi thông thường nó sẽ chiếm khoảng 0,25 điểm ở trong hầu hết những cái bài mà giải phương trình. Và cái uh, giá trị phổ điểm như thế này các bạn cũng đã làm quen ở trong chương trình cấp dưới rồi đúng không? Người ta có một cái điều kiện, tìm điều kiện của phương trình này. Thì khi mà các bạn làm thì các bạn sẽ phân biệt cho cô hai loại. Thứ nhất là điều kiện xác định Và thứ hai là tập xác định. Tập xác định thì cô đã nêu ở trong chuyên đề về hàm số rồi đúng không? Thì chúng ta đã biết thế nào là tập xác định. Tập xác định là một tập hợp, còn điều kiện xác định là những cái giá trị của x thỏa mãn cái điều kiện đấy. Giả sử như nếu như cô có điều kiện xác định ở đây là x lớn hơn hoặc bằng 3 chẳng hạn. Thì khi minh họa bằng cái tập xác định thì cô sẽ được minh họa bằng tập đấy là D bằng gì? À, nửa khoảng từ 3 cho đến uh, Dương vô cùng không ạ thì đây chính là cái tập xác định của nó thì các bạn cần phải phân biệt cho cô khi mà chúng ta giải một phương trình thì chúng ta nhớ cho cô thế nào là điều kiện xác định và thế nào là tập xác định đấy tập xác định thì nó sẽ sử dụng ở trong hàm số nhá Còn đâu điều kiện xác định thì mình sẽ sử dụng ở trong phần uh, phương trình chú ý cho cô về điều đấy Bây giờ chúng ta sẽ đi xử lý nhá. ý đầu tiên ý a ý A này quan sát thứ nhất là chúng ta kiểm tra xem mà nó có những cái dữ kiện gì cần có điều kiện rõ ràng là ở vế phải của chúng ta là một biểu thức này là một đa thức đúng không ạ đa thức ở đây thì hoàn toàn là không có điều kiện bởi vì nó sẽ là x thuộc r đấy là vế phải nhé thế còn về vế trái của mình thì có chứa căn biểu thức dưới dấu căn lại là âm x trừ một như vậy điều kiện của nó sẽ là gì nhỉ âm x trừ một phải mang giá trị lớn hơn không theo đúng như cái chú ý số 3. Như vậy chúng ta sẽ có điều kiện này. Ta có này, âm x 1 phải mang giá trị lớn hơn không. Lớn không. Như vậy suy ra giá trị của x chúng ta sẽ nhỏ hơn âm 1. Và các bạn xử lý là điều kiện xác định sẽ là x nhỏ hơn âm 1. Đấy là chúng ta trình bày cụ thể cho nó như vậy Còn lại thì nếu như mà người ta chỉ cho mình đã yêu cầu là giải phương trình thôi Thì các bạn chỉ cần ghi cái chữ điều kiện xác định bên cạnh Và chúng ta giải điều kiện ra nhá Chúng ta chỉ điền lại kết quả vào phía bên cạnh này thôi Thì tương tự đối với B nhá ib này B ở đây thì ta thấy là Một vế là có chứa căn đúng không ạ Một vế thì có chứa à, mẫu số nữa Vậy điều kiện chung ở chỗ đây thì cô có thể mô tả nhanh Điều kiện này đồng thời xảy ra nhé Biểu thức dưới dấu căn như vậy 2 x cộng 1 lớn hơn hoặc bằng 0 Điều kiện của mẫu số tức là 3 x phải khác không Và từ đây thì chúng ta giải cái điều kiện này ra thì x sẽ mang giá trị lớn hơn hoặc bằng âm 1 phần 2 Còn bên này sẽ là x khác không Đúng không ạ? Thì khi mà chúng ta có được cái điều kiện này rồi thì đây chính là điều kiện chung nhé còn nếu như các bạn muốn đưa về tập xác định thì các bạn có thể biểu diễn cho cô dưới dạng cái tập xác định gần giống như ở trên này. Ở đây thì bởi vì mình đang làm điều kiện xác định nên cô chỉ dừng lại ở bước này thôi. Chuyển sang IC. IC ở đây lại có xuất hiện giá trị tuyệt đối nhưng mà giá trị tuyệt đối nằm ở dưới mẫu. Thì chúng ta nhớ này, cái dấu giá trị tuyệt đối thật ra nó chẳng có điều kiện gì cả, không có điều kiện. Nhưng nó nằm ở dưới mẫu số thì mình lại có điều kiện của mẫu số và điều kiện của căn khi đó thì chúng ta nhìn nhanh Người ta thấy sẽ xuất hiện là ba cái biểu thức mà có chứa điều kiện. Thứ nhất, ở đây là có chữ căn x như vậy biểu thức dưới dấu căn chính là x. Đầu tiên chúng ta sẽ có x lớn hơn hoặc bằng 0. Tiếp theo, phần mẫu số này. Mẫu số thì luôn luôn phải khác 0. Do đó x bình trừ 1 phải mang giá trị khác 0. và cuối cùng 4 cộng với căn x. 4 cộng căn x thì là à, 4 cộng với x thì 4 cộng x này là biểu thức nằm ở dưới căn, dưới dấu căn cho nên ta sẽ có là 4 cộng với x mang giá trị lớn hơn hoặc bằng 0. Và từ đó các bạn giải cho cô điều kiện này ra. Ở phía trên này thì ta thu được là x lớn hơn hoặc bằng 0. x bình trừ 1 khác 0 như vậy x khác cộng trừ 1. Và 4 cộng x lớn hơn hoặc bằng 0 Như vậy x lớn hơn hoặc bằng âm 4 Và từ đó các bạn kết hợp cho cô 3 điều kiện này Thì chúng ta nhận thấy rằng là X lớn hơn hoặc bằng âm 4 Và x lớn hơn hoặc bằng 0 Thì ta sẽ lấy thằng x lớn hơn hoặc bằng 0 X khác cộng trừ 1 Như vậy thì khi x lớn hơn hoặc bằng 0 rồi Thì ta chỉ cần lấy lại x khác 1 nữa thôi Và cuối cùng thì điều kiện chung chính là X lớn hơn hoặc bằng 0 Và x khác 1 đó, thì chúng ta chứ chúng ta không chỉ dừng lại ở cái bước này mà như vậy thì nó sẽ có cái điều kiện là chưa chặt chẽ các bạn cần phải cho cô được cái điều kiện cuối cùng là chúng ta thu gọn cái điều kiện ban đầu lại thì đó chính là nội dung ở phần đầu tiên mà cô muốn các bạn phải ghi nhớ đó là liên quan đến cái điều kiện xác định của phương trình là bước đầu tiên mà chúng ta cần phải làm khi mà giải phương trình vậy thì cụ thể những cái dạng phương trình thường gặp thì chúng ta thấy rằng là trước đây khi giải phương trình thì bao giờ nó cũng có xảy ra một số những cái trường hợp mà các bạn sử dụng các dấu ví dụ như là dấu tương đương và dấu suy ra vậy thì các bạn có hiểu là à, trong trường hợp nào chúng ta dùng dấu tương đương và trường hợp nào chúng ta dùng dấu suy ra hay không thì chúng ta sẽ cùng đi giải thích ở trong phần tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần số 2 đó là về phương trình tương đương và phương trình hệ quả Vậy đầu tiên chúng ta cần phải nắm được thế nào là phương trình tương đương và thế nào là phương trình hệ quả. Nhắc đến cái phương trình tương đương này thì chúng ta đã có cái sự kiện về cái dấu tương đương đúng không ạ? Thì thực tế ở trong trường hợp này thì chúng ta sẽ có cái ký hiệu khi mà hai phương trình tương đương với nhau được nối với nhau bởi cái dấu tương đương đấy. Và trước hết là các bạn sẽ nắm cho cô một số những cái kiến thức cơ bản về phương trình tương đương. Nhắc đến phương trình tương đương thì chúng ta có hai phương trình mà được gọi là tương đương với nhau. Nếu như chúng có cùng tập nghiệm. Hay hay còn gọi là có tập nghiệm bằng nhau. Đấy. Và cái nội dung này thực tế thì các bạn đã có ở trong phần sách giáo khoa rồi nhưng mà rất nhiều bạn không hiểu. Thì ở đây cô sẽ hướng dẫn cụ thể cho chúng ta. Thế nào là hai phương trình mà có cùng tập có tập nghiệm bằng nhau hay còn gọi là có cùng tập nghiệm ấy? Có thể tập nghiệm này là giống. Ví dụ như là hai phương trình cùng vô nghiệm. Thì hai phương trình đấy cũng được gọi là hai phương trình tương đương với nhau Bởi vì tập nghiệm của chúng bằng nhau mà Thì nó sẽ là vô nghiệm Còn ở trong ở trường hợp này thì chúng ta là có là có tập nghiệm bằng nhau Thì các bạn sẽ quan sát cho cô ví dụ sau đây Giả sử như cô có ví dụ X bình trừ 7X cộng 6 bằng 0 Thì các bạn có thể bấm máy tính Đây là một phương trình bậc 2 Chúng ta sẽ thu được hai nghiệm đúng không ạ? Hai nghiệm ở đây chính là 1 và 6 và phương trình tiếp theo là phương trình tích x trừ 1 nhân với x trừ 6 bằng 0. Hai phương trình này đều có chung nghiệm là x bằng 1 và x bằng 6. Do đó thì đó chính là phương trình hai phương trình tương đương với nhau. Và nếu như trình bày, khi trình bày thì các bạn có thể nối với nhau, nối hai phương trình này bởi dấu tương đương. Cụ thể thì nếu như mà chúng ta minh họa ra thì chúng ta có thể nhanh cái phương trình này dưới dạng như sau này. Đó là x bình trừ 7x cộng 6 bằng 0 Tương đương với x chữ 1 nhân với x chữ 6 bằng 0 Thì đấy chính là cách giải thích Vì sao mà ngày trước khi mà thầy cô mình dạy bảo là à, khi mà giải phương trình các con phải làm cho cô đấy là sử dụng dưới dấu tương đương Thì đó chính là cách để chúng ta hiểu vì sao lại sử dụng cái dấu trong trường này đấy là do bởi vì hai cái phương trình này hoàn toàn tương đương với nhau qua các phép biến đổi và chúng ta có thêm một ví dụ nữa giả sử như hai phương trình mà có cái nghiệm là giống ví dụ như đây cô có ví dụ Đấy là một phần căn của x bình cộng một bằng không và x bình trừ hai x cộng ba bằng 0 phương trình đầu tiên này khi mà các bạn quan sát thì rõ ràng là chúng ta thấy là cả tử và mẫu của nó phải luôn dương như vậy phương trình này sẽ là phương trình vô nghiệm nhá phương trình vô nghiệm và phương trình phía sau tương tự các bạn có thể bấm máy tính cũng thấy ra là nó là vô nghiệm có nghĩa là tập nghiệm của nó là rỗng như vậy hai phương trình này mặc dù nhìn thì nó chả liên quan gì đến nhau nhưng nó lại là hai phương trình tương đương bởi vì nó có cùng tập nghiệm là tập rỗng thì đấy là mình hiểu nhá không rồi mình lại thắc mắc là vì sao lại hai phương trình không có mối liên hệ gì mà tại sao lại gọi là tương đương thì đó là bởi vì nó có tập nghiệm chung là rỗng và chúng ta sẽ cùng quan sát cho cô sang một số những cái nội dung cụ thể như sau Đấy là chúng ta sẽ có về phép biến đổi tương đương Khi nào thì chúng ta có phép biến đổi tương đương Và chúng ta sẽ có cái chú ý Đó là nếu như thực hiện cái phép biến đổi Mà các bạn thấy rằng là nó không làm thay đổi Cái điều kiện xác định của phương trình Thì phép biến đổi này sẽ được gọi là phép biến đổi tương đương Nhớ nhá không làm thay đổi điều kiện xác định của phương trình thì được gọi là một phép biến đổi tương đương. Cụ thể, thì những cái phép toán nào là những phép mà không làm thay đổi điều kiện và xác định của phương trình đó chính là những cái điều kiện như sau đó là khi mà cô cộng hoặc trừ hai vế với cùng một số hoặc là cùng một biểu thức nhớ nhá cộng hay trừ hai vế với cùng một số hoặc cùng một biểu thức và nhớ rằng cái biểu thức này nó phải không làm thay đổi điều kiện xác định của phương trình ví dụ minh họa cho cái điều kiện này ví dụ như sau này Giả sử như cô có phương trình x bình trừ đi 2x cộng 3 đi Bằng à không, cô lấy luôn phương trình vừa nãy nhé Hay là cho bên này thêm một cái nữa Bên này cô cho là x trừ 1 đi Đó Thì các bạn thấy ngay là cái điều kiện xác định của phương trình này Điều kiện là gì? À, phương trình này hoàn toàn là xác định với mọi giá trị x thuộc R đúng không ạ? Vậy thì nếu như cô muốn sử dụng một phép biến đổi tương đương thì cô sẽ chỉ được cộng vào hai vế của phương trình một số hoặc một biểu thức mà không làm thay đổi cái tập xác định của à, cái điều kiện xác định của phương trình này cụ thể cô hoàn toàn có thể đi cộng vào hai vế của phương trình này một số nữa ví dụ như cô cộng cả hai vế với một thì 3 cộng 1 sẽ là 4 này. Bên này cô cộng thêm với 1 thì x trừ 1 cộng 1 thì còn x thôi. là được đúng không ạ? Thế đây chính là một biện pháp biến đổi tương đương. Ngoài ra, nếu như cô không thích cộng với một số nữa cô cứ thích cộng với một biểu thức cơ cô cộng cả hai vế này với x đi bên này thì lúc này cô có x cô cộng thêm x nữa và ta thấy rằng cái điều kiện xác định của nó vẫn không thay đổi thì đây được gọi là một phép biến đổi tương đương tuy nhiên nếu như cô cộng cả hai vế với một cái biểu thức khác các bạn quan sát Giả sử cô lấy x bình trừ 2x Cô lấy từ phương trình ban đầu này nhá, Cộng 3 Cô cộng thêm một biểu thức khác, giả sử như là căn của x 1. Bên này cô cũng cộng với căn của x 1. Thì đây có còn là phương trình tương đương nữa hay không? Khi mà chúng ta quan sát thì ta thấy đây là phương trình số 1 nhé. Đây là phương trình số 2 này. Điều kiện của phương trình số 1 là x thuộc R. Nhưng điều kiện của phương trình số 2 khi xuất hiện cái căn này thì nó lại là x phải lớn hơn hoặc bằng 1. Như vậy cái điều kiện xác định của nó đã bị thay đổi thì đây không còn là phương chính à không còn là phép biến đổi tương đương nữa mà đây nó sẽ trở thành một cái phép biến đổi hệ quả hay còn gọi là phương trình hệ quả. Và lúc đó thì chúng ta sẽ ký hiệu không ký hiệu là dấu tương đương mà ta chỉ ký hiệu là dấu suy ra thôi. Thì đấy là cách để chúng ta có thể nhận diện đấy nhá, từ cái phương trình số 1 hay cô còn có thể minh họa để là một suy ra 2 Đấy là cô ví dụ rất là cụ thể cho các bạn để các bạn nắm được Bởi vì là ở trên lớp của mình có thể là mình sẽ không hiểu về phần này Hoặc thầy cô giảng quá nhanh thì chắc chắn là nhiều bạn sẽ không hiểu được Và tiếp theo, ngoài cái phép cộng ngay trừ hai vế thì chúng ta cũng sẽ có nhân hoặc chia hai vế với cùng một số hoặc một biểu thức Để các bạn quan sát cho cô này Đó, chúng ta có nhân hoặc chia hai vế với cùng một số khác không nhớ nhé cùng một số khác không hoặc cùng một biểu thức luôn có giá trị khác không và nhớ rằng là nó phải không làm thay đổi điều kiện xác định của cái phương trình thì tương tự giống như vừa rồi thì các bạn có thể ở nhà tự lấy cho cô những cái ví dụ và chúng ta đối chiếu với những bạn ở trên hệ thống trên group của chúng ta để chúng ta so sánh kết quả với nhau quan sát cho cô phần ví dụ số 2 này bây giờ cô có phương trình giải phương trình như sau ia và ib nhìn thì rất là dễ đúng không ạ Thông thường khi mà mình làm thì mình sẽ sử dụng ngay bằng một số những thao tác ví dụ là cộng trừ Nhưng ở đây thì cô đang muốn nhấn mạnh đến cho các bạn là cách để chúng ta sử dụng cái dấu tương đương và dấu suy ra Và khi mà chúng ta làm ở trong trường hợp này chúng ta cũng để ý cho mình cho cô đến cái phần dấu đấy Cụ thể ý A đi Ý A thì cô có phương trình này Người ta cho mình phương trình là căn của x cộng 1 cộng với x cộng bằng với căn của x cộng 1 cộng 2 như vậy khi làm một phương giải một phương trình, các bạn sẽ đặt cho cô điều kiện xác định. Dễ nhìn thấy ngay điều kiện xác định là x lớn hơn hoặc bằng âm 1. Khi đó thì lúc này cô thấy rằng cả hai vế đều có chứa căn của x cộng 1. Vậy khi cô làm thao tác, cô xử lý thì cô sẽ trừ cả hai vế với căn x cộng 1. cũng thể thì cô sẽ thu được là căn của x cộng 1 cộng x trừ đi căn của x cộng 1 bằng với căn của x cộng 1 cộng 2 này trừ đi căn của x cộng 1 Ở đây là một phép biến đổi tương đương đúng không ạ? Thì các bạn có thể đánh dấu cho cô phương trình này là phương trình số 1 nhé vậy cô sẽ có là một này tương đương với được phương trình mới này Vì sao đây lại là một phương trình tương đương Đó là cô đã sử dụng đến phép biến đổi tương đương Cô trừ cả hai vế cho cùng một biểu thức mà không làm thay đổi điều kiện xác định của cái phương trình này. Đúng không ạ? Cô đã trừ với căn của x cộng 1, như vậy là điều kiện xác định nó không bị thay đổi. Và cuối cùng thì cô sẽ thu được gì? À, về bên này cô chỉ còn lại là x thôi. Ở đây thì cô còn lại là 2. Các bạn thấy rằng là ở phía phương trình bên dưới này cô có x bằng 2. Đúng không nào? x bằng 2. Và cái điều kiện của cái phương trình bên dưới này thì nó lại là thuộc vào R cho nên ở đây chúng ta sẽ không dùng dấu tương đương nữa Mà chúng ta sẽ dùng dấu suy ra Rất nhiều bạn nếu như bình thường mình làm nhanh ở nhà ấy Hoặc là trước đây chúng ta học chúng ta chưa hiểu rõ về cái dấu tương đương và dấu suy ra Thì các bạn sẽ sử dụng đánh luôn cho cô thành dấu tương đương Như vậy sẽ rất dễ bị nhầm và nó không đúng bản chất và cô chú ý này, thực tế thì các bạn không cần phải quá quá để ý lắm đến cái dấu này bởi vì là nếu như mình quá tập trung về phần này thì có thể cái phần biến đổi của mình mình sẽ mất tập trung và mình sẽ bị ra kết quả sai cho nên là khi mà làm đến bước này ra x bằng hai rồi các bạn kiểm tra lại với điều kiện xác định hoặc là thử lại vào phần phương trình để xem xem đúng hay không khi cô có là x l bằng hai rồi thì cô thấy rằng nó thỏa mãn điều kiện nhé thì chúng ta kết luận là vậy x bằng hai là nghiệm của phương trình Thì chú ý cho cô về cái dấu này Rất để ý về cái dấu này nhá Dấu này là dấu tương đương Dấu này là dấu suy ra Và chú ý rằng là phép biến đổi tương đương Có nghĩa là cộng hoặc trừ Nhân hoặc chia với cùng một số Một biểu thức Nhân hoặc chia thì là với số Hoặc biểu thức là không âm khác không Đấy là chú ý Ý B này Ý B tương tự Tương tự thì ta có ở cả hai vế của mình đều có căn của âm x trừ 1 đúng không ạ? Thì các bạn cũng xác định cho cô điều kiện. Điều kiện xác định ở đây sẽ là âm x 1 phải mang giá trị là lớn hơn hoặc bằng 0 đúng không ạ? Lớn hơn hoặc bằng 0 thì cô viết lại luôn nhá, điều kiện. Có nghĩa là x sẽ nhỏ hơn hoặc bằng âm 1. Rồi, Tiếp theo thì chúng ta sẽ cũng làm một bước tương tự như vừa rồi. Chúng ta sẽ đi rút cả hai vế, trừ cả hai vế với căn của âm x 1. Như vậy cô đánh dấu đây là phương trình số 2. Vậy phương trình số 2 sẽ tương đương với x bình cộng với căn của âm x 1 bằng 4. À, cô xin lỗi, đây là trừ thêm đi nhé. Trừ đi căn của âm x 1 đây là giải chi tiết ra để cho các bạn hiểu về cái dấu tương đương thôi Còn lại thì nếu như chúng ta ra luôn Chúng ta rút gọn cả hai vế này với cái căn này luôn Thì các bạn dùng cho cô là hai suy ra nhé Tiếp về bên này ta có 4 này cộng với căn của âm x 1 Trừ đi căn của âm x 1 Và chúng ta dùng dấu suy ra Bên này sẽ còn là x bình Đúng không ạ? Bằng với 4 Khi x bình bằng 4 rồi Thì chúng ta lại dùng dấu tiếp là dấu tương đương tương đương ở đây thì nó sẽ chia thành hai trường hợp ạ là x bằng hai hoặc là x bằng à, x bằng hai hoặc là x bằng âm hai thế thì quan sát ở trong phần này người ta cho mình để là x nhỏ hơn hoặc bằng âm một vậy thì rõ ràng cái thằng x bằng hai này chúng ta là loại còn x bằng âm hai này thì sẽ là thỏa mãn đó như vậy thì khi mà chúng ta xong được cái ý này, chúng ta ra được cái x bằng âm 2 thì các bạn sẽ kết luận cho cô vậy x bằng âm 2 là nghiệm của phương trình và trong cái trường hợp này thì các bạn thấy rằng là không phải thông qua cái phép biến đổi tương đương lúc nào mà chúng ta cũng ra được các cái nghiệm à, tương ứng với cái phương trình ban đầu và nghiệm này ở trong trường hợp này thì chúng ta sẽ có một cái tên gọi khác và chúng ta sẽ chuyển sang nội dung của phần tiếp theo đó là liên quan đến cái phương trình về hệ quả Các bạn sẽ chú ý cho cô. Đầu tiên là chúng ta sẽ có về cái phương trình hệ quả. Thế nào là phương trình hệ quả? Thì thực tế ở đây thì nếu như cô gọi cái phương trình thứ nhất đấy là fx bằng với gx và phương trình thứ hai f1x bằng với g1x. Khi đó thì cô được minh họa cái phương trình hệ quả cụ thể như sau. Đó là nếu như mỗi nghiệm của phương trình số 1 mà cũng là nghiệm của phương trình số 2 thì ta nói rằng cái phương trình hai này là phương trình hệ quả của phương trình số 1 nhá. Nếu như phương trình nghiệm cũng là phương trình 1 này Nghiệm của phương trình 1 là nghiệm của phương trình 2 Thì ta nói phương trình 2 là phương trình hệ quả của phương trình 1 Đấy Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng quan sát cho cô Một cái chú ý liên quan đến cái trường hợp với phương trình hệ quả này Chúng ta có là phương trình hệ quả này có nghiệm ngoại lai giống như vừa rồi chúng ta có Đấy là x bằng 2 đấy Thì phương trình này nó không phải là nghiệm nghiệm này không phải là nghiệm của cái phương trình ban đầu và khi đó thì muốn mà xử muốn loại được cái nghiệm ngoại lai này thì các bạn thử lại vào trong phương trình ban đầu tức là nếu như vừa rồi mà các bạn giải phương trình mà các bạn không có điều kiện nhá phương trình hệ quả này tức là khi mà các bạn giải và các bạn không có điều kiện và các bạn giải ra nghiệm rồi thì các bạn phải thử lại vào trong cái phương trình ban đầu để chúng ta loại nghiệm còn nếu như các bạn đã có điều kiện rồi thì chúng ta không cần phải thử lại nữa mà chúng ta chỉ kiểm tra với điều kiện này thôi Giống như vừa rồi thì khi mà giải phương trình nếu như cô không có điều kiện xác định mà cô cứ thế cô giải cô trừ hai vế với cùng một biểu thức thì khi mà cô ra được nghiệm là x bằng 2 hoặc là x bằng âm 2 thì cô phải thử lại vào trong phương trình ban đầu để cô xử lý, cô loại. Thì đó chính là cách để chúng ta thực hiện. Như vậy vừa rồi thì chúng ta đã nắm được những cái chú ý và các bạn hãy quan sát cho cô Vậy thì so sánh giữa cái tập nghiệm của phương trình số 1 và phương trình số 2 Thì tập nghiệm nào nó lớn hơn Người ta cho mình đến là nếu như mỗi nghiệm của phương trình 1 là một nghiệm của phương trình 2 Thì 2 là phương trình hệ quả của 1 Đúng không ạ? Thì rõ ràng là tập nghiệm của cái thằng phương trình số 2 này Nó phải rộng hơn, lớn hơn cái tập nghiệm của thằng phương trình số 1 Và khi mà chúng ta có cái phương trình hệ quả Thì chúng ta sẽ được biểu diễn Đấy là Giả sử đây chính là phương trình số 1. Suy ra phương trình số 2. Thì phương trình 2 này được gọi là phương trình hệ quả của phương trình số 1. Nhớ nhá. Và cái tập nghiệm của cái thằng 2 này nó phải lớn hơn cái tập nghiệm của thằng 1. Để các bạn chú ý. Và chúng ta sẽ vận dụng để chúng ta xử lý cho cô phần ví dụ số 3. Cho các cặp phương trình sau. Và yêu cầu ở đây đó là phương trình nào là phương trình hệ quả của phương trình còn lại. Cô cho các cái ví dụ tương ứng ở đây. Và chúng ta đừng bị nhầm bởi cái vị trí đánh dấu 1, 2 giống như bên kia nhé Chúng ta sẽ cùng quan sát này Ở trong ý A, chúng ta sẽ lần lượt đi kiểm tra xem tập nghiệm của chúng là như thế nào Thì ta thấy rằng là trong ý A này, ta thấy phương trình số 1 sẽ có nghiệm là x bằng gì? 1 và x bằng 2 Còn phương trình thứ hai này, khi mà sử dụng phép biến đổi tương đương xong Thì chúng ta sẽ thu được là phương trình có nghiệm x bằng 1. Vậy thông qua hai cái tập nghiệm của hai phương trình này thì ta thấy rằng tập nghiệm của phương trình số 1 lớn hơn tập nghiệm của phương trình số 2. Do đó thì nếu như biểu diễn về phương trình hiệu quả thì chúng ta sẽ thu được đấy là ký hiệu hai à, 2 suy ra một à, 1 đúng không ạ? Hay có nghĩa là phương trình 1 là phương trình hệ quả của phương trình số 2. Để lưu ý nhé tập nghiệm của cái thằng số 1 này nó rộng hơn, nó lớn hơn thằng 2 nên chúng ta sẽ được ký hiệu như này. Tiếp theo, sang địa lý B. B. B thì gồm có hai phương trình 3 và 4. Thì quan sát ở đây ta thấy là một phương trình ở chữ căn, một phương trình lại là phương trình đa thức. Thì các bạn có thể kiểm tra cho cô như sau. Thứ nhất, đấy là chúng ta kiểm tra nghiệm của phương trình số 3. Thì nhìn nhanh vào đây thì chúng ta thấy rằng là nó chỉ có một nghiệm là x bằng gì thôi. Rõ ràng là x bằng 2 thôi đúng không ạ? Là một nghiệm này, đấy cũng nháp nhanh nhá Thế còn số 4 này Số 4 này thì cô nhầm nghiệm Thì đây là phương trình bậc 2, có thể bằng máy tính Thì bằng máy tính thì ra ngay nó sẽ có một nghiệm tương ứng là gì? À, chúng ta có thể nhầm nhanh thì chắc chắn là nó sẽ có một nghiệm là uh, âm 1 đúng không ạ? Âm 1, x bằng âm 1 đúng không? Kiểm tra lại cho cô nhá À đúng rồi đấy, x bằng âm 1 này Và một nghiệm nữa cũng là gì? À, uh, x bằng 2, Đúng không nào? Thì rõ ràng là cái phương trình phía sau này Nó có tập nghiệm lớn hơn cái thằng Phương trình số 4 này có tập nghiệm lớn hơn Cái phương trình ở số 3 Cho nên là cái phương trình số 4 này Sẽ là phương trình hệ quả của phương trình 3 Hay chúng ta có thể ký hiệu là 3 suy ra 4 Đúng không ạ? Đó, 3 suy ra 4 Ở cái thằng trên này nếu như mà minh hoạn Để giống như bên dưới thì ta sẽ có x bằng 1 này X bằng 2 nhá thằng này chỉ có lại là x bằng 1 thôi Để các bạn nhìn các bạn có thể hiểu được về cái tập nghiệm của cái phương trình thì Cứ thằng nào mà tập nghiệm lớn hơn, rộng hơn Thì nó sẽ là phương trình hệ quả của cái thằng ban đầu Mặc dù ở đây nhìn rõ ràng là hai cái phương trình này nó chả có cái mối liên hệ gì với nhau đúng không ạ? Tuy nhiên là nếu như mà xét về cái tập nghiệm thì chúng ta sẽ ra được cái điều kiện tương ứng ở đây. Bây giờ thì các bạn sẽ vận dụng cho cô những kiến thức về phương trình tương đương và phương trình hệ quả vào để xử lý cho cô phần ví dụ số 4. Trong phần ví dụ số 4 này thì các em sẽ quan sát cho cô này. Ở đây cô có phần đề bài liên quan đến hàm số M đúng không ạ? Người cho mình đến là tìm M để các cái phương trình sau là tương đương với nhau. Ở đây thì gồm có hai phương trình. Ở trong ý A, 3x 2 bằng 0 và M cộng 3x trừ M cộng 4 bằng 0. B thì tương tự cũng là một cái phương trình nhưng mà bậc ở phương trình thứ hai này nó cao hơn là bậc 2 và chúng ta sẽ vận dụng đúng như cái kiến thức về phương trình tương đương nếu như hai phương trình mà được gọi là tương đương với nhau khi mà chúng có cùng tập nghiệm có nghĩa là nghiệm của thằng này sẽ phải là nghiệm của thằng kia đúng không ạ vì giống như kiểu là à, trong nhà mình ấy, mình là con của bố mình thì chắc chắn mình phải là con của mẹ mình chứ mình không thể nào là con của ông hàng xóm được nếu mà ông hàng xóm đi các bạn phải định vị lại nhé Chúng ta sẽ quan sát cho cô ở trong ý A à để nói vui như vậy thôi Ý A à này thì ta có cái phương trình thứ nhất Các bạn có thể đánh dấu cho cô Đặt Cái phương trình đầu tiên là 3x trừ đi 2 bằng 0 là phương trình số 1 Đó Là phương trình số 1 Hoặc nếu không thì các bạn có thể chỉ cần ghi để ra ta có này 3x trừ 2 bằng 0 là phương trình số 1 này Đúng không? Và từ đó thì các bạn chỉ ra tiếp cho cô cái phương trình thứ hai để năm m cộng 3 trừ đi m cộng 4 bằng 0 là phương trình số 2. Ở đây thì cô đặt để cho chúng ta dễ gọi thôi. Còn thực tế thì các bạn có thể đặt hoặc không hoặc là chúng ta điền luôn số 1, số 2 ở phần bên đầu bài cũng được, không sao cả. Thì ta có là từ cái phương trình số 1 này. Đúng không ạ? Thì chúng ta có thể dễ dàng thu được là tương đương với khi đó x sẽ bằng 2 phần 3 chính là nghiệm của phương trình số 1 nghiệm của phương trình 1 này. Và ta có vì phương trình 1 và phương trình 2 là tương đương với nhau cho nên x bằng 2 phần 3 này cũng sẽ là nghiệm của phương trình số 2. Vì phương trình 1 ở tương đương với phương trình 2 nên x bằng 2 phần 3 là nghiệm của phương trình số 2. Và khi đó, khi đã là nghiệm thì các bạn sẽ thay trực tiếp cho cô vào phương trình số 2. Thì ta có chúng ta thay vào này thì chúng ta làm được chỉ ra m cộng 3 nhân với x thì tức là nhân với 2 phần 3 trừ đi m cộng 4 đúng không ạ bằng 0 đến đây thì dễ rồi, được chưa thì chúng ta xử lý này, nhân ta là thu được để là 2 phần 3 m cái điều này cũng là tương đương nhá phương trình này là tương đương bởi vì điều kiện của nó không bị thay đổi nên cô dùng dấu tương đương 2 phần 3 m và cộng với 2 trừ m cộng 4 bằng 0 và các bạn giúp gọn đi cho cô Thế đây Thì chúng ta sẽ thu được đấy là âm 1 phần 3 m Đúng không ạ? Thì bằng với Chuyển vế sang Tức là âm âm 6 Tiếp theo là Tương đương với m sẽ bằng gì? 6 x 3 là 18 Như vậy là m sẽ có giá trị là bằng 18 Và các bạn kết luận cho cô Như vậy là chúng ta hoàn thiện xong cái ý A vậy thì thông qua bài này các bạn thấy rằng là để xử lý một bài toán mà khi cho hai phương trình, một phương trình có chứa tham số để chứng minh à để dùng được cái điều kiện về phương trình tương đương thì chúng ta chỉ cần nhớ rằng nghiệm của phương trình này phải là nghiệm của cái phương trình kia thì hai phương trình đó sẽ tương đương với nhau còn nếu như đề bài người ta hỏi mình là về phương trình hệ quả thì nó lại khó hơn một chút thì ở đây thì trong nội dung của bài ngày hôm nay chúng ta không đề cập đến vấn đề đấy mà chúng ta tập trung chính vào cái dạng này thôi. Và vấn đề liên quan đến cái phương trình hệ quả kia nó cũng không có nhiều về chứa tham số Đấy là chú ý Tiếp theo thì chúng ta sẽ xử lý Các bạn hãy thử tự làm cho cô ý B Và sau đó thì sẽ đối chiếu với phần đáp án kết quả của cô ngay sau đây Như vậy thì các bạn đã thử tự thực hiện rồi và sau khi mà các bạn được thực hiện và đánh dấu cho cô cái phương trình kia là phương trình số 3 và số 4 Hoặc các bạn có thể đánh dấu 1, 2 cũng được không sao cả Thì từ đây thì chúng ta sẽ ra được x bằng âm 2 là nghiệm của phương trình 3 thay trở lại vào phương trình 4 thì chúng ta sẽ thu được m bằng 1 hoặc m bằng âm 1. Thì có bạn nào mà ra kết quả không giống như của cô thì các bạn sẽ xem lại. Và bạn nào mà ra giống rồi, cùng với kết quả như của cô rồi thì chúng ta sẽ quan sát tiếp. Đến đây thì không phải là các bạn cứ kết luận luôn là vậy m bằng 1 hay là m bằng âm 1 là thỏa mãn điều kiện đầu bài. Mà ta thấy ra rõ ràng điều kiện của m chưa có. Vậy chúng ta phải loại trong trường hợp này là chúng ta chọn hết cả hai giá trị hay là chúng ta loại một trong hai thì các bạn sẽ cần phải thay trở lại cho cô vào phương trình để chúng ta kiểm tra. Ở đây cái bước thay thì các bạn có thể thực hiện ra nháp hoặc có thể làm nhanh như sau. Khi mà ta có m bằng 1 thì cô thay m bằng 1 vào phương trình số 4. Và các bạn cũng thử thay cho cô. Khi đó thì chúng ta sẽ kiểm tra xem là à, cái phương trình này nó có nghiệm ra đúng là mờ vào, à, ra đúng là giá trị là x bằng âm hai hay không nhé. Thì chúng ta sẽ thu được là x bằng gì? À, chúng ta sẽ nhìn nhanh đấy là khi thay vào này ta sẽ thu được một cái hàng đẳng thức đó chính là x bình cộng với bốn x cộng bốn đúng không ạ bằng không hay mờ vào rồi nhá như vậy thì tương đương với là x cộng với hai tất cả bình phương đúng không ạ hay điều này chúng ta sẽ ra được x bằng âm 2 và có nghĩa rằng m bằng 1 này chính là giá trị thỏa mãn à, như vậy m bằng 1 thỏa mãn cái bước thay này chúng ta có thể làm ra nhát và chúng ta chỉ kết luận cái điều cuối cùng này thôi tương tự các bạn cũng thay lại cho cô thay m bằng âm 1 vào cái phương trình số 4 này À, khi thay lại m bằng âm 1 vào phương trình số 4 thì chúng ta sẽ thu được đấy là gì nhỉ? À, âm x bình phương này trừ đi 3x này trừ đi 2 âm 1 bình nhân x như vậy là x thôi cộng x và cộng 2 bằng 0 Được chưa? Đó Đây chúng ta nhìn, nhìn nhanh thì ta sẽ thu được là một cái phương trình mới đó là, là âm x bình phương trừ đi 2x bằng 0 Đúng nào? Và khi đó thì chúng ta sẽ chỉ ra được gì? X lúc này sẽ bằng 0 hoặc là x bằng âm 2. Và rõ ràng là ở trong cái phương trình này, đúng không ạ? Phương trình này thì ta thấy rằng là x bằng 0 và x bằng âm 2 như vậy nó có tận hai nghiệm cơ. Vậy nếu như phương trình 3 tương đương với phương trình 4 có nghĩa nghiệm của phương trình 3 này là nghiệm của phương trình 4 đúng không? và à, ngược lại nữa cơ. nhưng ở đây thì rõ ràng là hai cái phương trình à hai cái nghiệm này nó lại khác nhau. cho nên giá trị m bằng âm một lúc này sẽ là à, không thỏa mãn nhá m bằng âm một lúc này sẽ là không thỏa mãn điều kiện bởi vì nó vẫn còn xuất hiện cái mà không nữa. đấy là lưu ý. và từ đấy thì chúng ta sẽ suy ra cho cô là m bằng âm 1 là không thỏa mãn. Và cuối cùng thì chúng ta kết luận là chỉ có giá trị m bằng 1 là giá trị cần tìm mà thôi. Thì đó chính là nội dung mà cô muốn các bạn có thể ghi nhớ ở trong phần liên quan đến phương trình tương đương và phương trình hệ quả. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang nội dung của phần bài tập về nhà. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần bài tập về nhà. Cô sẽ giao cho các bạn các bài tập về nhà cụ thể như sau. Bài đầu tiên đó là tìm điều kiện xác định của các phương trình sau gồm có 3 ý A, B, chúng ta có thể chụp lại màn hình để chúng ta giải hoặc là dừng lại video để chúng ta xem cái nội dung. Tiếp theo là bài số 2 là giải các cái phương trình sau đây. Ở đây thì cô cho các phương trình liên quan đến chứa căn mặc dù chúng ta chưa nắm được hết các cái khái niệm tổng thể về các phương trình này mà cụ thể chúng ta sẽ làm trong tiết sau. Tuy nhiên cô cũng đưa vào đây để các bạn có thể tự uh, suy nghĩ và nâng cái tầm tư duy của mình lên một chút và chúng ta sẽ đối chiếu với phần kết quả của cô ở trong tiết sau bài học của chúng ta đến đây là kết thúc xin chào và hẹn gặp lại các em